alo 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 xin xin cảm ơn em trương giang xin mến chào hết tất cả các anh chị đang hiện diện trong diễn đàn tiếng nói tự do của người dân việt nam và các bạn ở bên facebook Mình chào anh lên máu mình chào anh chị yêu yêu tự do à, trước hết thì mến chào anh chị Vũng Tàu vừa rồi là cái cảm ơn Trường Giang đã phát cái audio và cái audio này thì thật sự ra tôi có cúp đi một đoạn cắt đi một đoạn giữa sự đối thoại của anh Dương Phục với anh Nam Lộc thì phải về vấn đề ngoài cái đề tài mà mà chị Triều Giang đang đặt và đang nói chuyện <laughs> và cái audio này đã được để trên facebook audio này đã được sử dụng để ở trên uh, youtube để cho các anh chị nếu có thời giờ hoặc có những con em của mình thì nên để cho các cháu nghe và cũng mong rằng các anh chị phổ biến cái audio này vì đây nói thật sự ra nó không nó là một cái vấn đề nó có uh, liên quan đến cái vấn đề mà sau này chứ trong tương lai thứ nhất là của các các thế hệ trẻ đàn em đàn cháu của mình. Thì quý vị qua cái đoạn audio vừa rồi tôi nghĩ rằng các anh chị cũng có nghe rõ hết cái 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 sự trình bày của của chị Triệu Giang đối với vấn đề mà chỉ lo lắng hôm qua thì tôi đã có chia sẻ một phần một góc cạnh của cái vấn đề này rồi tuy nhiên nó hình như là nó cũng chưa có được đầy đủ lắm thành ra hôm nay khi mà anh Trường Giang phát lại thì tôi nghĩ rằng không biết trong đây ngày hôm qua anh chị em nào đã nghe và bây giờ thì chúng ta cũng trở lại cái vấn đề này à, xin các anh chị cũng là 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 tham gia về cái vấn đề này vấn đề này thật sự ra đó thì nó nó có vấn đề rất là liên quan về vấn đề mà mà trong tương lai rất nhiều cho cái giới trẻ nhưng mà có một điều tôi nghĩ rằng nè ở đây thì theo tôi biết đó trường Giang là thầy giáo mà thầy giáo bên Năng Lê mà tôi thì cũng ở tôi không phải là thầy giáo nha nhưng mà đối chọi lại thì lịch sử việt nam tôi cũng biết chút đỉnh chút chút thôi à, mình chào các bụi mình nhận thành nguyên thì lịch sử việt nam tôi cũng biết chút chút thứ nhất là về quân sự cũng biết chút chút mà đủ để mà có thể mà giảng giải cho các em biết để các em không làm lẫn bởi cái sự mà giảng giải của những người ở tại việt nam qua nhưng mà tôi không hiểu mình đi về bên đó có dễ không nữa về qua bên hoa kỳ hoa kỳ nó có cho mình ở mà là mình vô mình dạy không là phải có bằng cấp mà thôi trước khi mình nói chuyện tôi đi qua hay là anh thường gian đi qua thì bây giờ nói tôi nghĩ rằng ở bên hoa kỳ rất là đông những người trí thức rất là đông những người trí thức trẻ có già có sồn sồn có không ít thì nhiều họ rất là am hiểu về vấn đề chính trị thứ nhất là quân sự của của của, của nước Việt Nam về chiến tranh quý vị đồng ý không không ít thì nhiều và quý vị cũng thấy là biết bao nhiêu những nhà trí thức những nhân sĩ những người có có địa vị rất là quan trọng nằm trong xã hội đang hiện tại ở tại Hoa Kỳ và tại sao cái vấn đề này mà không có thấy ai lên tiếng đúng ra những người đó là phải hy sinh đúng ra những người đó cần phải đi vào những cái trường hợp đó đấy, tôi xin chấp nhận để làm để giảng giải về cái môn mà chiến sử của việt nam cộng hòa vân 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 thay vì để cái nhà trường nó đi qua đó mà đi lục lọi hết cái cái hà nội để kiếm một một ông giáo sư mà về mà dạy thì tôi nghĩ rằng rồi, rồi mai mốt là mấy đứa nhỏ con cháu mình nó về nó ca ngợi như có cụ hồ trong nhà nhà thương chợ quán thì chết mồ hết lúc đó là muộn rồi chị triều giang ngẫm đi nghĩ lại cái mà chỉ hôm qua tôi nói tôi nghĩ là chỉ lo hơi xa nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại cặn kẽ đó anh lên máu tôi thấy là chị chỉ có lý lắm chứ không phải không đâu cái điều chỉ sợ là rất mình nghĩ ở ở bên Mỹ nhiều lắm chứ trời ơi những nhà trí thức đọc từng từng kho sách đọc đọc người đọc từng kho sách tiếng Anh tiếng Việt Nam mà nói giống như gió luôn thiếu gì nhân tài nhiều lắm và tại sao không có một người nào khi nghe cái cái bản tin này tôi không biết cái bản tin này có đến với họ không hay là vấn đề mà cái bằng dạy về quân sự về, về cái chính trị của Việt Nam không có đủ để làm cho họ họ thích thú để mà tham gia nếu mà còn nghĩ tới cái vận mệnh mà của dân tộc đó thì mình phải tham gia chứ nếu mà anh đặt trường hợp anh lên máu mà ở nước pháp này có cái trường nó dạy gì về về, 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 về về chính trị về quân sự mà của của Việt Nam mà để cho một cái thằng 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 việt cộng đi nói cho rõ đi một thằng Việt Cộng qua đây nó giảng giải Nó đã hấp thụ cái tư tưởng đỏ Ở trong đất nước qua đây giảng giải Thì anh lên máu có chịu không Anh lên máu cũng phải xin ờ để tôi lên Tôi nói Thằng Việt Cộng là thằng này thằng nọ Thằng Việt Cộng là thằng lừa dối Người dân thằng hèn Thằng lưu manh thằng khách máu thằng dối trá Vân 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 vân, vân, vân. Bổn phận chúng ta chỉ lên Nói như vậy thôi Chứ đâu có cái gì đâu mà tôi thấy Cũng nhiều lắm bởi vậy nếu mà mình mà đi được ở bên Hoa Kỳ đó Trường Giang Anh sẽ xin viết một cái thơ bằng tiếng Việt Nam Xin ông 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 gì đó ông Trung Rồi hai anh em mình đi qua bển Phải không? Mình, mình 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 xin để mà mà mình mình nói những gì mình biết mình dạy những cái gì mình đã học và mình nói những cái gì mình thấy Chứ trời đất ơi Ở trên này tôi thấy tôi đi kiếm hoài à. Ở trên này tôi thấy nhiều lắm Giáo sư có nè Tiến sĩ có nè nà, Người này người nọ toàn là những vị Mà có học thức và quan có nè quyền có nè Đủ thứ hết đó. Mà khi nghe tin này mà họ không nóng lòng Hay sao đó, không biết nữa. không Mà họ không biết họ có nóng lòng không Quý vị theo quý vị đó Bây giờ đặt trường hợp quý vị ở tại địa phương bây giờ chúng ta ở xa cái nước Mỹ nhưng mà chúng ta thấy như vậy thấy nó cũng kỳ rồi Thấy như vậy là chúng ta bị thiệt thòi một phần rồi Anh chị em có đồng ý không? Chúng ta bị thiệt thòi một phần rồi Rồi đây lịch sử sẽ sang trang Và lịch sử sang trang làm lợi cho ai? Làm lợi cho đảng Cộng sản với một những sự ca ngợi của những tên ngu xuẩn đó Cái đó rồi nó sẽ đến Việc gì nó sẽ đến là là đến nếu mà chúng ta không nhúng tay mà chúng ta ở đây là tôi nói những cái người hiện đang ở tại bên Mỹ khi nghe cái tin này phải làm sao mà ghi tên để xin vào dạy học. Trời ơi ở bên Mỹ lái xe tới dạy học một cái nó dễ bất hồn đi để mà nó tiết kiệm cái tiền mà Mỹ nó đi mướn chi mà mà, mà 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 mấy thằng mà ở bên Việt Nam đi qua để mà tuyên truyền cho cái tư tưởng đỏ của nó rồi chúng ta lại trách phiền trách con em mình tại sao mà về nói chuyện nói là, là như có bác hồ trong nhà thương chợ quán vân vân và vân vân là chúng ta lại trách lại đó. đó là tại vì chúng ta thấy trước mà chúng ta không có làm những cái việc mà để ngăn chặn nó và chị và tôi cũng thiên nghĩ một câu thứ hai nữa quá vậy rồi cộng đồng ở đâu sao chị triều giang này chị không lên tiếng với cộng đồng rồi những ông uh, cộng đồng uh, uh, đúng rồi nếu mà cái trường tôi nghĩ không cái trường nó bưng bô anh hồi nãy anh nghe nói có nhiều cái đại học gia à, đại học à, hava đại học này đại học nhiều lắm cái dù cái trường nó có bưng bô nhưng mà cái người giảng giải về lịch sử chiến tranh thì không cần thiết và cái trường phải đi mướn người ở tại cái 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 cái, ở tại Việt Nam đi qua vậy đâu ở bên Mỹ thiếu gì anh lên máu dù lắm anh dù cái trường có bưng bô nhưng mà sự thật là không có thể nào mà, mà mà thêm bớt vô để về vấn đề bưng bô được sự thật hamburger min uh, gì đó rồi mỹ lai like đó tại sao mà bây giờ mấy mấy cái người mà ở bên việt nam qua giảng dạy đưa ra cái này để là chê trách là nói là Mỹ giết Việt Cộng à tôi nói cho rõ nha tôi xin lặp lại họ nói những cái đó để họ tố cáo rằng là Mỹ giết Việt Cộng đúng Mỹ nó giết Việt Cộng đúng cho nó đâu phải giết người dân Việt Nam Mỹ nó giết thằng những thằng Việt Cộng thành ra những cái người đó họ mượn cái đó làm cái bàn đạp để mà chống đối để mà làm dùng cái 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 cái, cái bàn đạp đó để mà đưa ra những chiêu bài phản chiến quý vị thấy không những người theo chiêu bài phản chiến gen phong đa và biết bao nhiêu những ca sĩ đó tới chừng mở mắt ra đi ra hà nội rồi mở mắt ra bây giờ hối hận thì trễ rồi muộn rồi mà cái trách nhiệm này bây giờ chúng ta thấy chị triệu giang đã lên tiếng kêu gọi lên tiếng mà cái bằng À, nói hết để cho uh, mọi người đều cẩn thận và qua sang năm năm nay là đề tài đó và qua sang năm đề tài khác vân vân vâng, vâng. ở tại chỗ mà chúng ta không dựng cái hàng rào thì tôi nghĩ tôi không biết phải nói làm sao quả lại nói thật ra đó ở trên thế giới này đó cái cộng đồng ở tại bên hoa kỳ đó là những cộng đồng rất là mạnh phải nói rằng trên thế giới này ở Hoa Kỳ là một cái thành trì chống cộng. Từ hồi xưa tới giờ tôi nghe tiếng đó, tôi biết là nổi tiếng đến nỗi tự cho rằng là ở ở bên Hoa Kỳ là thành một cái thành trì chống cộng. Và ngày hôm nay nghe chị Triều Giang giật lên cái 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 tiếng mà báo động như vậy là chúng ta đã bị chúng nó xâm nhập. Bây giờ nó xâm nhập bằng một cách là danh chánh ngôn thuận quý vị thấy không danh chánh ngôn thuận được trường này không có người dạy về cái môn sử môn về chiến tranh việt nam vân 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 họ phải mướn người mấy thằng cốc đột với tư tưởng đó từ ở bên việt nam đi qua bộ quý vị tưởng rằng hay là những người đó tưởng rằng mấy cái thằng cốc độc đó từ ở bên việt nam đi qua đây nó nói nó nói những cái điều mà 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 sự thật sao Tôi đã nói rồi Cái đảng Cộng sản nó chỉ dạy con người ta Khát máu, dối trá, lưu mệnh Và hèn thôi Nó đâu có dạy nói sự thật Nếu mà dạy con người ta nói sự thật Thì không phải là đảng Cộng sản nữa Nó đơn giản vậy Họ đã biết cái mấu, mấu chốt của đảng Cộng sản Mà vẫn còn để tiếp tục như vậy Thì mình bỏ tay Tôi thật bó tay luôn anh em cộng đồng cũng có đông đồng hương cũng có nhiều trường học cũng có nhiều sinh viên cũng có nhiều họ cũng có một cái nhận thức chứ họ nhận thức thế nào là tự do dân chủ thế nào là đảng cộng sản bây giờ nhìn lại đi bây giờ cái trường nó dù có bưng bô bây giờ anh lên máu bây giờ mình cho một cái ví dụ đi nha cái trường nó thật sự là một cái trường bưng bô Thật sự là cái trường đó của đảng Cộng sản dựng nên Bây giờ tôi cho một cái ví dụ nha Tôi không có nói là trường đó của đảng Cộng sản dựng nên Nhưng mà cái trường đó dạy toàn những thứ bưng bô Trường đó dạy những cái cái, cái, cái chi bài của đảng Cộng sản Và tung hô những của đảng Cộng sản Thì hãy nhìn lại đi Các học sinh họ cũng biết chứ mình Tôi chỉ yêu cầu các anh các chị Hãy nói cho những người học sinh Những người tuổi trẻ này biết rằng trên thế giới này trên thế gian này đi cái đảng cộng sản còn bao nhiêu nước theo và những người ở nước nào mà theo đảng cộng sản thì hậu quả như thế nào có phải nghèo đói không có phải nghèo đói không cái đó đó là cái sự thật đó sự thật của đảng cộng sản đó cái sự thật của đảng cộng sản đó không thể nào dù có bưng bô hay là không bưng bô phải nhìn thấy cái đó trên đất nước này bao nhiêu cái cái người quốc gia một trăm mấy chục người quốc gia nhưng mà bao nhiêu quốc gia còn lại để theo đảng cộng sản nếu mà đảng cộng sản tốt nếu đảng cộng sản tốt mà giống như những người tuyên truyền thì tại sao mà con số mà quốc gia chỉ đếm trên không tới một trong một cái bàn tay nữa bây giờ còn lại bao nhiêu nga là ông tổ của cộng sản mà nó còn dẹp đi kìa nga đó là ông tổ của đảng cộng sản đó lenin kát gì đó ông tổ của đảng cộng sản đó còn phải dẹp bây giờ chỉ còn trở lại cái mà của thằng trung cộng và việt cộng bắt hàng những cái nước theo đảng cộng sản nó nhìn vào sâu ở trong cái, cái, cái tình trạng mà của người dân họ đó. nghèo đói không thể tưởng tượng không có để mà an toàn là sự những sự chối trá khát ngấu, đánh dân mình, toàn là những sự hèn không quý vị đã qua thấy nhìn, nhìn những cái 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 cái, cái, cái uh, uh, quốc gia đó đó, đó là những cái bằng chứng đó. mình tôi không có phải là, là là cái gì nhưng mà tôi chỉ lấy cái đó làm căn bản thôi mình lấy căn bản bằng cái đó để mình coi mình ấn định rằng cái đảng cái cái chiêu bài của Đảng Cộng sản hay là cái chế độ Đảng Cộng sản nó tốt hay xấu. Chỉ nhìn bao nhiêu đó thôi. Đừng có nhìn xa. Đừng có đi sâu vào quá. Đừng có đi sâu vào quá. Đừng có mà muốn mà cứ nghe nó ờ à, Đảng Cộng sản đã xây dựng đất nước đi lên, người dân À, à, cái gì đó sống sung sướng quý vị coi coi nếu mà đảng cộng sản tạo cho nhân loại có những cái người dân sống sung sướng này nọ đó thì hầu giống như trên thế giới này tất cả đều theo đảng cộng sản hết nhưng mà ôi thôi ngược lại bao nhiêu nước trên con số một trăm mấy chục nước quốc gia đảng cộng sản còn bao nhiêu nước và tình trạng của những nước này nó như thế nào người dân nghèo đói quý vị nhìn bắt hàn đi việt nam bây giờ chỉ có cái bình phong thôi để che đậy thôi nhưng bắt sao bức bình phong đó cái nhà nghèo những cái kẻ mà bị đảng cộng sản cướp đất cũng vẫn còn đầy giấy oan khiên chồng chất từ hồi nào tới bây giờ chứ vậy bên trung cộng cũng vậy Nước nào mà theo cộng sản là nước đó tự đem đưa cho dân mình vào một cái 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 nhà tù khổng lồ tạo nên sự nghèo đói và sự dối trá. Nhất nó không còn phong tục tập quán gì nữa dưới chế độ cộng sản. Nó chỉ biết dạy con người ta vô thần trong cái 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 tạo vô của đảng cộng sản nó đâu có mà tin tưởng mà mà, mà 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 tôn giáo gì đâu thành ra tôi nói thêm quý vị có biết là bây giờ bên trung cộng nó lương sắp sửa ở Tân Cương nó có những ngôi đờ ngôi đền của hồi giáo của người Tân Cương ở tại bên 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 bờ bên trung cộng ở Tân Tỉnh Tân Cương đó bây giờ nó lương sắp sửa đương tìm cách để mà mà sang bằng hết tất cả những cái ngôi đền đó và nếu mà tôi không lầm á, thì có những cái cuộc báo động là nó đã nhốt hơn một triệu người tân cương đó đảng cộng sản đó cái này có hay là không cả thế giới đều biết cả thế giới đều biết thì học sử chỉ nhìn thôi nhìn những cái chi tiết nhỏ thôi mà là chúng ta biết được đâu là sự thật nhưng mà rất tiếc rằng cái đó là cái căn bản nhưng mà rất tiếc rằng ở tại hoa kỳ cũng giống như tôi vừa nói ở tại hoa kỳ có những bậc trí giả rất là nhiều những nhà trí thức việt nam cộng hòa nha tôi nói nha nói cho rõ đó những người việt đã sinh sống và còn sống lại sau dưới uh, hai hai thể chế Việt Nam Cộng hòa vẫn còn sống những người đó có thể ra tay mà để mà giảng dạy chứ vì những lời của những người đó những người đó là nhân chứng của lịch sử những người nhân chứng của lịch sử thì đâu có sự dối trá trong đó họ là nhân chứng mà vì cộng sản mà họ mới bỏ đất nước họ ra đi họ đi tìm tự do chỉ bao nhiêu đó thôi thấy hình ảnh những cái đó đó mới đập vào mắt những cái trẻ em mà đang đi học để tìm hiểu về chiến tranh việt nam muốn biết chiến tranh việt nam hãy đi hỏi những người thật sự là những người tị nạn hãy đi hỏi những người đã có những cái thân nhân đi cùng vượt biên vượt biển mà bị chết ở trong lòng biển bây giờ còn sống hãy đi hỏi những người đó đi mình đâu có cần mà phải vì cái muốn học về chiến tranh Việt Nam là qua nó đi phải cần mấy mấy cái, cái, cái người trẻ ở trong đất nước cái nhà trường đó lại mướn để qua vừa tốn tiền mấy mai vừa tốn tiền nuôi ăn nuôi ở vừa trả tiền lương cho nó để cho nó tuyên truyền cho cho đảng cộng sản hay sao bởi vậy khi mà hồi tối hôm qua thì nói đúng ra tôi thì nghe nhưng mà tôi không có có chia sẻ cặn kẽ được và tại vì có 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 nhiều cái mấu chốt. Nhưng mà khi nghe kỹ trở lại mới thấy rằng cái trách nhiệm này trách nhiệm chung chứ không phải là riêng đổi trách nhiệm cho cái cái nhóm hội của chị uh, Triệu Giang cũng không phải đổ vô cái đó. nhưng mà cái này cái quan trọng đây á thứ nhất á, phải nói là cộng đồng vậy chứ tôi xin hỏi quý vị không biết đây quý vị có nghe rõ không quý vị có biết rằng là bên cộng đồng ở tại hoa kỳ họ đối phó như thế nào họ suy nghĩ như thế nào họ có phương cách gì về cái lời kêu gọi của chị triệu giang này họ phải có phương cách chứ Lời kêu gọi này là cái lời cảnh báo chứ không phải là 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 một cái lời mà mà đùa giỡn đâu. Vì chính phủ Mỹ qua cái bộ giáo dục họ đã đã đã, đã đang cố tình để mà tìm những cái gì đó người mà dạy học từ ở bên kia đi qua đây. Thì quý vị biết là kết quả rồi những người đã tư tưởng là dụng đỏ thì bây giờ họ cũng nói ra họ khi họ thốt ra ngoài cái miệng thì cũng đỏ lộn thôi chứ không có không, không có thay đổi được cái màu nhưng mà có một cái là tôi không hiểu thiệt tình không hiểu luôn nhiều những bây giờ nội sơ sơ trên bao thoát này nè vấn đề này hình như là tôi nghĩ tôi không phải nói gì chứ tôi chưa nghe ai chia sẻ về vấn đề này hay là người nào có bận tâm về vấn đề này hay là vấn đề này đối với họ họ không có thích thú tôi cũng không biết nữa vấn đề này họ không có thích thú và thành ra tôi mới đưa cái audio này để chuyển qua bên facebook để cho những người còn yêu quê hương dân tộc còn sợ hãi rằng cái cái thế hệ sau của chúng ta hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị đầu độc bởi những cái đám người từ bên kia đi qua mà qua bên Hoa Kỳ gọi là mượn để mà dạy về cái chiến tranh Việt Nam cái này đó nó, nó làm cho tôi suy nghĩ Và tôi nói thôi Mình phải làm Nhưng mà một con én không làm được mùa xuân đâu Các anh chị mỗi người phải một tay hôm qua tôi có nói rồi các anh chị mỗi người phải một tay bởi vậy tôi ráng công sức để mà tôi làm một thành một cái youtube những cái youtube này đó xin các anh chị hãy phổ biến dùng hãy đưa cho những người nào mà quý vị cảm thấy là rất cần thiết và quan trọng tới con cháu của họ nếu mà quý vị có một sự liên hệ mật thiết với mà cộng đồng hay là ông chủ tịch bà chủ tịch gì đó tôi biết hãy để cho họ nghe để họ tìm một cái phương kế nào để mà phản ứng trở lại chứ đừng có để mà một sự việc nó xong rồi mình mình nói nữa thì nó mất mất đi vì mỗi một năm mỗi một cái đề tài của cái, cái 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 những cái buổi hội thảo này nó thay đổi mà nếu mà chúng ta để trong một tháng sau bây giờ tôi nói cái ví dụ đi tháng 6 sang năm à, tháng 6 năm này nè là một tháng nữa à, à, bộ giáo dục của Mỹ trường học gì đó nó sẽ tìm ra được một hai giáo sư giáo sư nha tôi nói giáo sư là chữ dê chứ không phải chữ G giáo sư đó những ông giáo mát sư này đó ông sẽ đi qua đây ông giảng về chiến tranh Việt Nam và ông sẽ ca ngợi cái tinh thần mà cái bằng mà bằng hy sinh để mà hy sinh của bác mà hy sinh bác đã hy sinh đời bác để mà cứu đất nước vân vân và vân vân đó thì quý vị nói làm sao đây đây là những cái sự mà chúng ta cần phải biết để mà giải quyết các anh chị mỗi người phải một tay các anh chị phải mỗi người phải phổ biến những cái gì mình biết cho khắp mọi nơi cần nhất là cộng đồng cần nhất là những người trẻ những người trẻ đang tham dự sắp sửa tham dự hoặc là đang tham dự vào những cái chương trình học về chiến tranh việt nam hay là sắp sửa để nghe những cái mà mấy ông ông giàu to búa lớn ở bên kia ông qua ông, ông kể những chuyện thần tiên đó là những cái điều mà tôi vài lời muốn nói cùng các anh chị qua cái 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 audio mà anh Trường Giang vừa vừa post lên thì nói cho đúng ra mình chỉ chỉ nói trong cái phạm vi nho nhỏ trong bao thoát này thì nó không có đủ đâu nó không có đủ đâu các anh chị chúng ta nói trong tôi nói rồi các anh chị à các anh chị cái bao thoát này chúng ta nói trong cái phạm vi này nó không có đủ đâu Bây giờ diễn đàn này chúng ta có được một con số này nhưng mà con số này nếu mà nó lẫn bẩn như vậy tình trạng này nó rất là quan trọng mà chúng ta không có phổ biến cho nó rộng rãi thì đôi khi trách nhiệm đó chúng ta cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó chứ không phải là không. Nghĩ mà quý vị coi coi coi. Quý vị nghĩ thử coi lời tôi nói coi có đúng không? Ở bên Mỹ biết bao nhiêu những nhà trí thức, những cựu quân nhân, những tướng, những tá, những người còn vẫn còn sức khỏe. Phải không? Anh lên báo những người còn sức khỏe có thể đi nói chuyện được để giảng dạy cho các em được. Tại sao những người đó không có tham gia vào những cái việc này? có những người nói ra thì buồn dạ thưa quý vị tiến sĩ ở trên bao thoát này là không ăn nhầm gì đâu giáo sư tiến sĩ hay là học giả đọc giả đọc bao nhiêu sách ở trên này nó trả ra là cái gì đó nó quý hay là không quý nó hay hay là không hay là ăn cái chỗ ở cái chỗ mà biết thực hành được cái biết của mình mình biết mình nên để cho hậu thế nó biết cái đó mới là tốt, mới là quý. Chứ cái biết mà để vô đây mà ngồi mà mà anh không nói, anh chỉ để như vậy là nó không có đủ. Tôi nghĩ rằng nó không có đủ. Mình làm chưa đủ bổn phận. Cái bổn phận mình bây giờ tôi đã nói rằng thằng Việt Cộng nó là một cái thằng lưu manh. Nó dùng bằng mọi cách thưa các anh chị. Nó dùng bằng mọi cách để nó tuyên truyền cái 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 chủ nghĩa cộng sản của nó cho những người đang sắp sửa bị chúng nó mê hoặc những người còn thơ ngay với cái đảng cộng sản tôi chỉ nói rồi những người mà thơ ngay đó biểu chỉ họ do cái hình ảnh đi hình ảnh những cái người mà bỏ quê hương đất nước để, để tìm tự do vì không màng tới cái mạng sống nữa không biết quý vị có để ý không coi theo dõi những tài liệu tài liệu nói về những cái cuộc vượt biên vượt biển của những người đi tìm tự do không? con số có thể lên tới 500.000 người đã chết nằm trong lòng biển 500.000 người tại sao họ phải hy sinh gì vậy tại sao họ hoảng sợ đi họ hoảng sợ và hy sinh họ hoảng sợ cái đàn cộng sản lắm vì đảng Cộng sản là cái đảng khác máu Trước năm 19, khoảng năm 1930 Quý vị thấy không? Hồ Chí Minh đã đem chủ nghĩa mà đấu tố về Mấy trăm ngàn người ở miền Bắc đã bị rồi Mấy trăm ngàn người ở miền Bắc Thưa quý vị Nằm trong chính sách mà cải tổ cái gì đó Ruộng đất cái gì đó, Cải cách ruộng đất cái gì của của địa Cộng Đã bị chúng nó giết Đấu tố lẫn nhau để mà giết Một cách Mỏi rợ Không phải là nhân bản Và sau đó tới năm 1975 1975 Thưa quý vị bây giờ nó giết người dân Việt Nam Bằng nhiều phương cách khác Nó giết nguyên, Không biết bao nhiêu thế hệ Của đất nước Việt Nam Những nhân tài của đất nước Việt Nam Bị giết hết cái chữ giết đây là không phải lấy súng mà bắn giết hay là lấy dao đâm mà giết là nhưng mà nó giết bằng cái cái tinh thần và cái tư tưởng. Quý vị thấy ngày hôm nay đi. Ở trong đất nước Việt Nam cái tinh thần và tư tưởng của giới thanh thiếu niên hôm này nó như thế nào? Cái xã hội nó như thế nào? Quý vị hãy lấy đó mà nhìn ra mới biết rằng Đảng Cộng sản dưới chế độ của Đảng Cộng sản nó đã tạo như thế nào cho người dân chỉ nhìn bao nhiêu đó thôi so sánh bao nhiêu đó thôi giống như hôm qua có anh nào nói là bây giờ Việt Nam thì ấu dâm dữ lắm <laughs> dạ đúng rồi vấn đề đó thì mình không có cái này là nói đúng ra cái ấu dâm bây giờ nhờ có th... công nghệ thông tin bây giờ mình mới biết chứ thật ra ấu dâm này nó đã có từ xưa rồi có từ cái tên mà già hồ lẫn nhưng mà hồi xưa nó không có cái công nghệ thông tin. Thành ra cái tên Dạ Hồ đó là cứ bú mồm mấy mấy đứa con nít hay là cứ à, quý vị có coi một cái tài liệu gì à, hay là một cái cuốn sách nói về khi tôi gặp bác Hồ tôi mất trinh mà em đó hình như mười mấy tuổi đó phải. Quý vị có coi cuốn sách đó chưa? Quý vị đọc đi. Những tài liệu đó đang phổ biến quý vị vào ở trong Google quý vị đánh đó. À, mến chào anh trường Mương. dạ đó đọc đọc những cái đó đi đọc những cái đó đi rồi thì sẽ biết rằng nếu mà khi xưa mà có công nghệ thông tin như vậy đó thì thì như thế nào đó chính cái tên già hồ này là cái tên ấu dâm từ những cái cái đó, đó. thì thì uh, quý quý vị nghĩ làm sao thành ra bây giờ hôm trước không biết có ai có để tin tức có người hỏi tại sao Việt Nam không có à, à, đúng rồi lúc 15 hay là 16 tuổi tôi quên không có nhớ rõ nhưng mà đi ra phủ chủ tịch thì gặp Hồ Chí Minh thì mất trinh luôn hay ha ngộ quá ha đó thành ra lúc trong thời gian đó trong những đạo luật cái gì cũng có nhưng mà đạo luật mà ấu dâm thì không có sau này tôi mới nghĩ là đạo luật ấu dâm nếu mà đưa cái đạo luật ấu dâm nó ra chẳng khác nào bỏ tên Bác Hồ chạy vô ở trong 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 trong, cái, 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 trong nhà lao sao hay là bây giờ đang tuyên dương Bác Hồ mà hy sinh không có vợ để mà cứu nước mà bây giờ nói là là Bác Hồ lại ấu dâm sao Bác Hồ ái nữ nhi đồng cái gì đó hôn bú mồm con nít hay là rờ mót Tùng lắm ta bao nhiêu hình ảnh vẫn còn lưu lại như thường đó là chưa kể những cái video những cái những cái tài liệu mà qua sách vở đó cảm ơn anh Trùng Dương đã cho biết thêm cái chi tiết đó nói 15 tuổi đó là những tài liệu đó quý vị thành ra chúng ta không có cái gì mà ngạc nhiên vì ngày hôm nay là cái, cái công nghệ thông tin nó nó mạnh lắm tuy rằng nó bị mà, mà, mà chận đứng ở tại việt nam nhưng mà nó vẫn còn sức mạnh như tường và chính cái sức mạnh đó đã cho chúng ta thấy ở tại việt nam những sự lộ liễu của những cái nạn ấu dâm rất là nhiều từ trường học cho tới công sở cho tới bệnh viện bất kỳ ở nơi đâu cũng có ấu dâm đến luôn cả thang máy nữa hôm nào anh chị em có nghe không cái thằng đó là không biết con của thằng cha tướng công an gì đó không biết. Một em bé 9 tuổi vô cũng cũng muốn đè con người ta ra. Rồi cái cuối cùng hết là ngày hôm qua tôi có nói cùng quý vị, hiện tại bây giờ trên Facebook nó đưa đưa ra một bức dương là những em bé bị bị ấu dâm quý vị có Facebook quý vị vào, quý vị coi đi những cái thấy thấy nghiệp thấy thấy thương lắm các anh chị không có đây là những sự thật sự thật về cái 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 cái, 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 cái cảnh của Việt Nam đó chứ uh, 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 uh. dạ à, cảm, cảm ơn à. dạ dạ được rồi để đây hồi nữa tôi coi dạ cảm ơn chào anh tôi mẫn dạ thì quý vị chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta cũng biết rằng đất nước việt nam sự thật như thế nào chúng ta không cần chúng ta không cần Hôm nay trên Facebook có một tin một em đó học, học lớp 10, tôi không biết lớp 10 là là để thắt địa lục một em lớp 10 làm cho em kia học lớp lớp nhỏ hơn mà mới có mới có 9 tuổi à mang bầu hỏi ra trở lại không phải một mình em đó làm cho trong cái lớp đó, đó có một em mang bầu mà khi hỏi lại thì trong lớp đó hình như, như có bốn em mang bầu mà trong mang bầu đó có một em thì chỉ dính líu với một người em học lớp 10 đó còn mấy em kia thì dính với ai mấy em kia sợ mấy em không dám nói nói sợ bị thủ tiêu à, nói vậy cho quý vị biết vậy những cái tin tức mà 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 chúng ta ngày hôm nay có được mỗi một ngày lên và những đây là những cái nạn nhân à, lớp 10 là lớp đệ tam à dạ tôi thì không có nhớ, nhớ kêu lớp một lớp hai tôi không có nhớ cảm ơn anh ạ à. đó đây những em này đó là những nạn nhân thưa quý vị gia gia đình cũng không dám lên tiếng ngậm miệng vì sợ bị bị, bị đe dọa quý vị họ bị đe dọa đủ thứ hết. những người này là những người nghèo những gia đình rất là khó khăn nghèo khổ rồi những em bị cái, cái 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 những cái nạn mà 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 hãm hiếp uh, là tình dục như thế này nè các em sợ các em không có dám uh, lên tiếng thành ra mới xảy ra những cái vấn đề đó, đó. khi mà uh, khi mà mà mà, mà nói uh, những cái vấn đề đó, đó thì bây giờ ở trên Facebook nó đầy bây giờ nó đầy hết có nhiều người nó không phải đâu chú hai ơi tại bây giờ ở việt nam nắng quá rồi trời nắng quá nắng quá thì nó khiến cho người ta thay tâm đổi tánh tôi nói trời ở việt nam nắng quá mà, mà 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 khiến người ta thay tâm đổi tánh mà sao mấy hiền già nó mới thay tâm đổi tánh mà 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 mà, 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 mà ngộ vậy nó thay tâm đổi tánh mà nó cứ đè con nít không à độ thứ quỷ đâu không nhiều tới tới, tới mức độ như vậy đó thì, thì thì khi mà nói tới vấn đề này thì tôi không biết làm sao mà để mà đi sâu hơn nữa nhưng mà thôi tôi tóm trở lại đó. thì tôi chỉ nói như vậy thôi À, bây giờ sẵn anh trùng dương đây có đây tôi cũng nói bây giờ chẳng hạn như ở nước đức bây giờ tôi nói nha nước của anh đó, nếu mà có một cái chương trình mà nói về chiến tranh việt nam này nọ đó anh là ân phận một người mà quân nhân tị nạn được nước đức cưu mang bây giờ muốn giảng giải cho mấy em thì anh 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 có chấp nhận rằng để cho mấy đệ tử hay là để cho mấy người có tư tưởng đỏ đầu óc ở bên kia để mà qua đây để thuyết trình cho các em không hay là anh anh thấy vậy anh phải nhảy vô chứ mình phải nhảy vô để mình cứu cứu mấy em này chứ chứ đâu có, có để mình để vậy đó đó hồi thì hôm qua tôi có chia sẻ cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng hôm qua tôi có nói Mở đầu cái câu chuyện này Tôi nói rằng muốn làm giáo viên Muốn làm gì đó phải có văn bằng sư phạm Đúng, anh nói vậy tôi đồng ý Nhưng mà trước Anh có văn bằng sư phạm là một chuyện Nhưng mà cái chương trình nó phải nằm Ở trong cái, cái, cái chương trình phổ biến Của Bộ Quốc gia Giáo dục Của Bộ Giáo dục Anh đồng ý không? Bộ, chương trình bộ giáo dục đưa ra như vậy thì phải mới 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 mới, mới dạy được và mới đưa vào cái chương trình được. Nhưng mà theo như chị Triều Giang. Không biết anh có coi hết cái. Anh có nghe hết cái video. Cái audio đó không. Nhưng mà theo như chị Triều Giang. Á, thì chỉ sợ. Rằng nó sẽ đưa mấy hình cốt độc. Mà tư tưởng đỏ từ bên kia qua. Và nó sẽ giảng giải nào là bắt cầu bắt cầu lung tung băng tan. À, anh uh, Trường Nha. Uh, post dùm mình cái link ở trên đó. Anh, anh cất cái link này đi. Audio này anh cất anh quen được những người ở bên đức thì anh đưa cho họ nghe dùng cảm ơn anh rất nhiều để họ có một cái cái cái, cái uh, à, thấy rồi à Dạ anh lấy xuống đây. lấy anh lấy cất ở đó rồi anh ấy thì đó là cái sự việc mà mà tôi muốn uh, thưa cùng các anh chị bây giờ nó còn uh, tôi cũng vừa nhận được một cái cái vụ này muốn uh, thông báo cùng uh, các anh chị để mời các anh chị cùng nghe uh, cùng có một nguồn tin truyền hình việt nam một tay tháng năm à, năm tây tháng năm cháu xin lỗi năm tay tháng năm là cách đây ba ngày từ thất vọng về cuộc hội thảo chiến tranh việt nam đến vấn đề tương lai việt nam uh, lại à, để đối chiếu không biết phan đây bây giờ chắc tôi xin để ngưng ở nơi đây à, tôi ngưng ở nơi đây và để 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 tôi coi cái này lại rồi tôi sẽ tiếp tục để mà chia sẻ với các anh chị nha à, trước khi mà 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 gửi cái bích lại cho diễn đàn tôi xin đọc có một cái bài viết ở trên một facebook của anh chị lê vi anh Lê, chị Lê Vy có viết rằng vài điều khiến Việt Nam khác biệt với thế giới có nhiều điều khác biệt lắm giữa Việt Nam và thế giới nó có cái sự khác biệt như như thế như thế nào trên thế giới khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh trên thế giới khi mà người dân bị bị tước đoạt dân chủ ta ra còn ở Việt Nam á người ta chỉ đổ ra đường kính đường để xem bắn pháo bông hay là cổ võ cái gì mà cái gì đó cái gì mà đá banh à trên thế giới ở tuổi 17 người ta nổi tiếng vì đoạt giải Nobel hòa bình ở Việt Nam người ta nổi tiếng vì ngậm bao cao su lên mạng để khoe vú ở trên thế giới khi để bùng đỏ nguy hiểm tràn ra Người ta bồi thường và truy cứu trách nhiệm Ở Việt Nam Người ta lên báo Bảo rằng đây là bùng có màu đỏ Và cái vụ bùng đỏ này Bô xít này tôi cũng nói cái đây hình như là Năm sáu năm nay tôi có nói về vấn đề này Tôi nói thiệt tình đó khi mà nói rằng là để Tây Nguyên mà để mấy con tàu nó vô nó khai thác uh, bờ, xít là tôi nói rồi xong rồi không còn gì nữa hết trên thế giới khi tham nhũng thành quốc nạn người ta thực hiện chiến dịch bàn tay sạch ở Việt Nam người ta bảo đừng ném chuột kẻo vỡ bình à quý vị không? thành ra ở Việt Nam không thể nào mà mà dùng cái chiến chiến dịch mà 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 diệt nạn tham nhũng được cứ nói là, là 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 ném chuột vỡ bình ném chuột vỡ bình thành ra thằng lớn cứ mặc sức mà tham nhũng mặc sức mà hối lộ trên thế giới khi ngân sách cạn kiệt nợ công tăng cao người ta quy trách nhiệm cho chính phủ ở việt nam người ta coi đấy là trách nhiệm của toàn dân Rồi trên thế giới Khi để À Trên thế giới người ta dành Coi việc dành lại những gì Của đất nước đã bị cướp là Cướp đoạt lại trách nhiệm của mình Ở Việt Nam người ta ưu ái Nhường lại cho đời sau À ở Việt Nam thì ưu ái dành lại cho đời sau quý vị thấy chưa Và quý vị cho tôi một 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 giây Trên thế giới khi ngoại bang xâm lược bờ cõi, người ta gọi đây là kẻ thù. Ở Việt Nam người ta gọi đó là anh em. Nghĩa là nó đi ngược những gì của thế giới hết quý vị. Trên thế giới người ta gọi là thắng lợi khi đánh đuổi được ngoại xâm. Ở Việt Nam người ta chờ nó rút sâu ra khi đã tung hoành chán chế rồi tuyên bố thắng lợi. Trên thế giới khi người ta biểu tình chống ngoại xâm mọi người bảo đấy là yêu nước, còn ở Việt Nam người ta gọi đấy là phản động. Cái điều này là quý vị không thể nào nói là không có nha. Quý vị không thể nào nói rằng là tôi đặt điều mà tôi nói đó. Quý vị thấy biết bao nhiêu người yêu nước đã đứng lên ở tại trong đất nước để chống cái 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 cái, cái nạn mà của mấy thằng tàu cộng thì bị bắt ở tù đến mãi bây giờ có những người vẫn còn chưa có ra được. Trên thế giới người ta bảo nhân quyền là do tạo hóa ban cho và bất khả xâm phạm. Ở Việt Nam người ta bảo đấy là do đảng ban cho và tao thích xâm phạm lúc nào thì tao xâm phạm. À, cộng mà quý vị. Tao tao mày mày rồi. tội ác ghê gớm nhất của người ta ở Việt Nam là biến con người Việt thành những con người không còn tử tế cái này tội ác này tôi không biết rằng cái những cái tội ác này làm sao mà có thể giải thích được biến con người việt thành những con người không còn tử tế không còn liêm sĩ càng lúc càng tham lam tàn bạo và thủ đoạn biến cái xã hội việt nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hóa việt quý vị có thấy một cái đời nào đời dù mà 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 đời xưa cho tới bây giờ quý vị có thấy cái 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 dưới cái chu kỳ dưới cái chế độ nào mà mà có những cái 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 một cái xã hội suy đồi như vậy không người ta xã hội từ ngày từ trước lên chứ mà đến nỗi xã hội Việt Nam tới cộng sản là vậy đó dễ hiểu lắm cứ nhìn cái xã hội cứ nhìn cuộc sống của người dân là biết cộng sản là như thế nào biến nước Việt Nam thành một nơi chất độc hủy hoại, không những đến những thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn hủy hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người. Một nơi không còn chút nội lực, một nơi có người thờ ơ với hiểm họa diệt vong ngay trước mắt. Thưa quý vị, đó là những cái lời viết ở trên bờ cái 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 cái, cái, cái uh, cái một của một người Facebook tên là Lê Bị. Tôi xin cảm ơn hết tất cả các anh chị đã lắng nghe. Bây giờ xin gửi mít lại cho Trường Giang nha. À, rồi chút xíu nữa tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ một chút xíu nữa tôi sẽ nếu để tôi nghe cái 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 cái, cái, cái đề tài này, rồi tôi uh, uh, tôi sẽ trở quay lại à, qua quên, 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 quên để coi cái trung tâm căn cứ an sơn với cái gì đây từ thất vọng về cuộc hội thảo chiến tranh việt nam đến vấn đề tương lai việt nam tác giả à, tiến sĩ ha, phỏng vấn nguyễn xuân âm ok được rồi để tôi tôi sẽ lấy cái này xuống để tôi coi dạ à, và à, hôm nay sẵn cái đây tôi nói cùng quý vị không biết quý vị ở đây không biết quý vị có có biết không cho thiệt ra tôi cũng thôi tôi cũng giấu chi quý vị tôi cũng thông báo cùng quý vị hôm nay đó là cái ngày sinh nhật của Úc Trường Giang à quý vị thấy không thì tôi cũng biên lời chút đồ này nọ lắm nhưng mà trong khi đó thì tôi mới thấy ra có một cái cái trang mà cũng chúc sinh nhật à, vợ chúc chồng thì ở trên cái bánh đó, khúc trên đó thì viết rằng à, tuy anh đã già ở cái hàng dưới của cái bánh đó thì viết nhưng phía trên tuy anh đã già nhưng mà phía dưới anh vẫn còn trẻ như thường như vậy là thôi thay mặt của <laughs> thay mặt của diễn đàn xin uh, chúc em trường Giang cũng vậy nha sức khỏe dồi dào và vẫn mãi tiếp tục trên cái con đường đấu tranh này đó dạ, dạ có dạ, có, có, nói hôm nay tôi thì thấy thì mình viết vài lời nói cho thơ. quý vị à mình dạ hôm, uh, hôm nay là là là, là 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 là, sinh nhật của Trường Giang chắc hồi nữa anh Trường Giang lên hát trong cổ là cái gì đó để tặng diễn đàn nha và xin gửi mít lại cho Trường Giang và mến chào hết tất cả quý vị chút xíu nữa có thể thì tôi sẽ quay trở lại dạ cảm ơn quý vị xin mời mời Trường Giang nha